西厢吞定将教训，对客谋命莫当真。何来的共有学问，月内跳梁分有行人。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật。Nhật Bảo Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình này được phát hành trên băng tần 1812 về Galaxy 19, khắp nơi từ Hoa Kỳ và Canada vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày và được phát lại lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa giờ California ngày hôm sau. Thuyết giảng chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đều Ngữ và Chủ Trì Chùa Diệu Pháp. Hy vọng với sự chia sẻ của Ngài sẽ mang lại cho quý vị một đời sống thật sự an lạc và giải thoát, đồng thời góp phần vào tiến trình thăng hoa chung của thế giới nhân loại. Con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nhật Bảo Minh, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, thưa Thầy, trong những chương trình vừa qua thì Thầy đã bắt đầu giảng về đề tài là 10 mũi tên độc lớn, đó nằm trong tập thứ 3, đó là Pháp hội Bồ Tát Tạng trong Kinh Đại Bảo Tích. Vậy thì con xin Thầy có thể ôn lại những mũi tên trong những chương trình vừa qua mà Thầy đã giảng tới. Cảm ơn cô Nhập Ông Minh. Thưa quý vị, những mũi tên độc mà trước đây chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị. Cái mũi tên độc đầu tiên là ái luyến. Mũi tên độc thứ hai là vô minh. Vô minh tức là avidya. Vô là không, minh là rõ ràng, sáng suốt. Nhưng mà khi nói đến vô minh thì nó bao gồm nhiều cái khía cạnh khác. Tham lam, giận hờn, vâng. Vô minh cũng là cái yếu tố đầu tiên trong 12 nhân duyên. Mà trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là thập nhị nhân duyên. Mũi tên thứ ba là dục nhiễm. Tức là mình bị nhiễm ô bởi những cái tham dục. Cái dục nhiễm ở đây không phải là nói là bị nhiễm về tình dục, về đường sinh dục, không phải. Mà đây là bị ô nhiễm bởi những cái tham dục, bởi những cái ái dục, nó rộng vô cùng. Và thứ tư là mũi tên độc tham lam. Đó là bốn cái mũi tên mà thưa quý vị, những chương trình trước đây chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị. Dạ, vậy thì thưa Thầy, trong chương trình lần này con xin Thầy có thể tiếp tục giảng về 10 mũi tên, đó là mũi tên thứ 5, thưa Thầy. Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Cái mũi tên thứ 5 là mũi tên độc lỗi lầm, mistake, nếu mình nói bằng tiếng Anh. Những cái lỗi lầm nó đưa đến những cái sự tàn phá, hủy hoại, gây nên không biết bao nhiêu khổ đau. Nếu mà không có lỗi lầm thì không có những cái hậu quả của đau khổ. Không có lỗi lầm thì không có hậu quả của mấu đồ thiệt rõ. Cho nên lỗi lầm là một trong 10 cái mũi tên độc rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta phải cố gắng. Chúng ta không phải chỉ trí nhận về những cái lỗi lầm, nhận rõ về những cái lỗi lầm mà chúng ta mắc phải, mà sau khi nhận chân ra được những cái sai lầm, những cái lỗi lầm mà mình đã mắc phải, chúng ta cần phải cố gắng cải thiện, cần phải cố gắng làm thế nào để tu tập giúp cho những cái lỗi lầm đó hoàn toàn trong sạch, giúp cho những cái lỗi lầm đó không còn có khả năng tiếp diễn. Khi mà chúng ta đã ý thức được đó là cái sự lỗi lầm nghiêm trọng, đó là một cái sự nguy hiểm rất lớn cho mình và cho người, chúng ta cần phải thành tâm sám hối.
và cái chữ sám hối ở trong đạo Phật, thưa quý vị, nó không giống như là một cái cách xin lỗi bình thường mà chúng ta thường nghe, thường thấy trong đời sống của xã hội. Cũng phải là một cái hình thức để mà tắm rửa như thế nào đó, mà ở đây là sám giả, sám tiền kỳ khiêu, hối giả, hối hộ kỳ quan. Ăn năn lỗi trước, chưa bỏ lỗi sau. Mình tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ tái phạm. Mình nguyện với chư Phật, mình sẽ không bao giờ làm cái điều đó lần thứ hai. Dù là trong tư tưởng hay lời nói và hành động, mình phải quyết tâm, mình phải can đảm nói không. Tiếng Anh nó là say no, phải không? Với những cái lỗi lầm mà mình đã vấp phải. Chẳng những vậy mà mình có trách nhiệm giúp đỡ để những người khác không vấp vào những cái lỗi lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ý thức rõ khi có một cái lỗi lầm xảy ra, cái khả năng nó là một cái gì vô cùng lớn lao, nó đe dọa cả một cái xã hội. Cho nên nếu mình cứ tiếp tục từ cái lỗi lầm này đến những cái lỗi lầm khác, thì đó là một điều không thể nào có thể chấp nhận được. Cho nên trong cái trách nhiệm của một người thực hành những lời dạy của Đức Phật là một người Phật tử chân chính, chúng ta hãy nỗ lực. Không phải ai cũng có thể ý thức được những cái sự nguy hiểm của những cái lỗi lầm, dù đó là những cái lỗi lầm rất là nhỏ. Bởi vì có nhỏ thì mới có lớn. Ở trong nhà của chúng ta không phải là tự nhiên trở thành một cái đống rác, từ cái hạt bụi này, mảnh giấy nọ, chất chứa nó trở thành một cái đống rác lớn. Cô Hạnh Nhật của mình nghĩ sao và có những cái câu hỏi hay giả là những cái chia sẻ gì về vấn đề này? Dạ, thưa thầy, khi mà con mới nghe thầy nói điều thứ năm, mũi tên thứ năm đó là lỗi lầm, thì con cũng hơi ngạc nhiên, tại vì con nghĩ là mình trong cộng đồng Việt Nam thì mình hay nghe câu nói là thất bại là mẹ của thành công, thì con nghe ở đây thì lỗi lầm, thất bại, mistakes, failures, con thấy cũng là tương đối là giống nhau. Rồi con lại nghĩ là một em bé khi mà mới tập đi, mới bắt đầu bước đi, thì nếu mà mình so sánh cuộc đời mình với những năm đầu của mấy em bé, thì mấy em bé cũng phải tập đi, mà khi đang tập đi thì có rất là nhiều lúc sẽ vấp té, sẽ khóc, nhưng mà cái suy nghĩ là phải đứng dậy mà tiếp tục đi, không thôi không bao giờ biết đi được. Nhưng mà khi mà thầy giải thích là ở đây không phải là mình chỉ là lỗi lầm không, nhưng mà lỗi lầm mà mình cứ để nó phát triển một ngày, giống như thầy so sánh với trong nhà mà mình không có quét dọn hàng ngày, một hạt bụi hôm nay rồi ngày mai sẽ dồn lại, rồi một ngày nào đó nhà sẽ rất là dơ, nó có thể đưa đến tình trạng là cái nhà đó thành một cái đống rác nếu mà mình không có dọn dẹp. Thì con thấy giải thích như vậy thì con rất là hiểu, nhưng mà khi mà mới bắt đầu mới nghe thầy nói thì lỗi lầm thì con lạ, sao ai cũng có lỗi lầm mà tại sao lại cái này là một mũi tên độc. Và khi thầy nói đến hai từ sám hối, thì trong những chương trình vừa qua thì có một chương trình thầy con đã đề nghị là thầy có thể giảng về từ sám hối hay không, mà ở đây rất là nhiều người họ hay hiểu lầm là sám hối là từ trong đạo Phật để mà xin lỗi, cho nên rất là nhiều người họ hay giống như thầy nói là họ luôn luôn làm một việc gì đó rồi tôi xin lỗi, tôi sám hối, nhưng mà thật sự ra vậy là họ quá coi nhẹ hai từ sám hối, phải không thầy? Tại vì sám hối nó rất là lớn lao. Đúng vậy. Có những người họ không hiểu được cái ý nghĩa đích thực của hai chữ sám hối xuất phát từ trong đạo Phật.
nhưng mà vẫn dùng sám hối mà họ nghĩ sám hối giống như là một cái sự xin lỗi, giống như là một cái gì cần phải cầu nguyện để tha thứ người khác, giúp cho mình tha thứ rồi xóa đi cái tội đó, không phải vậy. Mà sám hối là phải tự mình ăn năn thống hối về những cái điều sai lầm mà mình đã tạo, và mình dứt khoát không bao giờ để cho những cái sai lầm đó tái diễn, không bao giờ để cho sự sai lầm đó tiếp tục phát triển, mà phải tiêu diệt, phải chặn đứng ngay, phải đoạn trừ ngay. Và tất cả cái quyết tâm của một người có ý thức trách nhiệm, chứ không phải là sám hối như là một cái sự xin lỗi, ô bữa nay tôi phạm với đó, tôi chờ đến cái ngày rằm hay là ngày 14, ngày 30 hay ngày mùng 1, hay bất cứ ngày nào mà chùa có cái lễ sám hối thì đến mình lại mình sám hối với Phật, rồi Phật tha tội cho mình, xong rồi ngày hôm sau mình tiếp tục mình phạm nữa, rồi mình chờ tới cái ngày lễ sám hối mình đến mình sám hối để hết rồi mình. Cái đó không phải là cái ý nghĩa của hai chữ sám hối trong đạo Phật. Dạ. Dạ, con xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Xin quý vị hoan hỷ giữ bằng tầng 18.12 và Galaxy 19. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu nhưng